Vào ngày hôm qua, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong một trận mưa lớn ở Pakistan và mưa lũ cũng đang ảnh hưởng tới nước láng giềng của quốc gia này. Tỉnh Punjab, tỉnh giàu có và đông dân nhất của Pakistan, là nơi có số người chết cao nhất. Tại đây có ít nhất 25 người thiệt mạng và 28 người bị thương do mưa lớn làm sập mái của nhiều tòa nhà. Trong khi đó, thì khu vực Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Pakistan, bão lũ cũng làm hơn 10 người thiệt mạng và 4 người bị thương, đa số là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan khí tượng của Pakistan cảnh báo tình hình mưa lũ có thể tiếp tục tại Punjab và khu vực miền Bắc trong những ngày tới, đe dọa gây lũ tràn bờ tại nhiều con sông lớn. Trong mùa mưa lũ năm ngoái, thì tại Pakistan đã có tổng cộng là 178 người thiệt mạng và cuộc sống của hơn 1,5 triệu người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.